xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một con vật cũng khá là ngộ nghĩnh và cũng kỳ lạ lắm các bạn. Thì mình không có thích chơi game, tuy nhiên thì vừa rồi mình có xem clip của một cái bạn chơi game Free Fire đó. Thì mình thấy trong đó có một cái chú khủng long bò sữa, nó rất là mắc cười các bạn. Chẳng hiểu sao mà cái thân hình của nó thì là khủng long mà cái màu da thì lại là bò sữa. Do đó thì mình thấy cũng khá là đáng yêu và mình quyết định là sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một chú khủng long bò sữa như thế này. Đây là chú khủng long đây, nhưng mà trên thân lại có hình bò sữa đó các bạn. Rồi, bây giờ các bạn hãy cùng xem hình ảnh thật của chú khủng long trong game như thế nào và cùng xem mình hướng dẫn các bạn làm cái con khủng long bò sữa này nha. Để làm được một chú khủng long bò sữa thì các bạn cần phải có một miếng giấy cạc tông, giấy Ruki đó các bạn, màu trắng như thế này nha. Thì khi làm nó sẽ dày hơn này. Còn nếu các bạn không có thì các bạn có thể dùng giấy trắng A4 hoặc là những cái bìa màu trắng đó. Rồi, súng bắn keo, kéo và bút nữa là các bạn đã có thể làm được rồi nha. Trước tiên thì với giấy Ruki, các bạn sẽ cắt cho mình một cái hình vuông như thế này. Kích thước to nhỏ thì tùy vào cái con khủng long mà các bạn muốn làm nha. Rồi trước tiên thì chúng ta sẽ gập chéo cái miếng giấy của mình lại. Rồi tiếp tục gập vào nha các bạn. Các bạn gập vào cái mặt đen của giấy đó. Rồi sau đó thì các bạn mở ra và gập chéo lại như cũ này. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ phần chân, các cái chân trước, chân sau và phần đuôi cũng như phần lưng của chú khủng long lên trên một mặt nha. Sử dụng bút chì vẽ nha các bạn. Mình sẽ vẽ phần chân trước của chú khủng long này. Và phần đuôi nữa. Rồi đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt mẫu ra cho các bạn coi nè. Mình gập đôi lại, cắt được cả hai tờ luôn. Rồi và mình được một cái hình như thế này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt luôn cái phần những cái gai ở trên cái lưng đó nữa luôn nha. Rồi như vậy là mình có được một cái hình như thế này nha. Bây giờ mình sẽ mở ra và mình dán những cái phần thừa chồng lại với nhau nè các bạn. Đó, mình dán chồng lại vậy nha. Chỉ chừa lại, đây là phần chân trước này, đây là chân sau. Thì cái này sẽ dán lại luôn.
Rồi, như vậy là mình đã có một cái thân khủng long rồi này các bạn. Bây giờ mình sẽ vẽ tiếp một cái đầu của khủng long rồi nha. Đây thì mình sẽ vẽ cái đầu cho khủng long lên miếng bìa này. Mình đã được hình dáng của một con khủng long rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng bút giả đen để mình vẽ các cái chi tiết trên lưng và đầu khủng long nha. Đầu khủng long thì sẽ có một cái miệng và một con mắt nữa. Rồi, trên lưng khủng long bò sữa thì phải có các cái chấm đen đen của con bò sữa nha các bạn. Trên tay nó mình thấy cũng khó luôn các bạn. Rồi phần ở trên lưng nó thì mình sẽ dùng màu nước màu hồng pha với một ít màu trắng để ra màu hồng nhỏ thôi nha các bạn. Mình sẽ tô cái phần gai ở trên lưng nó đó. Rồi các bạn ơi, như vậy là xong nha. Rồi các bạn thấy không, như vậy là mình đã có được một chú khủng long bò sữa rất là đáng yêu rồi đó. Thân hình thì khủng long nhưng mà màu da thì lại là bò sữa. Đây, sau đó các bạn cho các bé đút tay vào cái phần như mình nè. Sau các bé sẽ giữ như thế này là điều khiển được con khủng long bò sữa này nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ làm được một con khủng long bò sữa vô cùng dễ thương và đáng yêu này cho các bé chơi nha. Bye bye, tạm biệt nè.